Hai anh em sau đây mình xin giới thiệu bây giờ cách setup lọc dạng dưới cơ bản để cho anh em chơi cá nước mặn như sinh nhật biển và san hô. Thì đây là cái hồ mình đang chạy. Và đây là lọc dạng dưới của mình. Thì đây đầu tiên thì cống ống nước xuống thì ống lọc xuống đó. Thì cái này do mình tại mình không thích chơi tích lọc nên là mình để thẳng nước xuống luôn. Thì cái ngăn đầu tiên của mình là mình setup gọi là lọc đá nhưng nếu mình lên khô này kia mà tại mình khô nó mất tiền quá nên là mình bỏ thêm đá sống hoặc đá khô vô để cho nó lọc và tạo nên cái này cho vi sinh nở nhiều hơn. Cái ngăn thứ hai là mình set là cái skimmer. Đây là cái skimmer đánh cặn bã này kia. Thì ngoài trong cái lọc dưới của mình thì dưới là quan trọng là skimmer đánh cặn thôi chứ mình không có sợ tắt lọc. Rồi ở đây có một cái rãnh, ở đây cái rãnh này mình cũng bỏ một cục marine pool tắm vô cho mày. Còn cái ngăn là ngăn tảo, mình nuôi tảo ở đây nó giữ mấy cái chất như là PO4 này, BO4 này kia nó giảm xuống nhưng mà tại mình không có chỗ trống nên mình chế là một cái ngăn riêng ra với mình chạy một cái đèn chỗ này. Thì đèn của mình chạy là đèn đỏ, 4 bóng đỏ, 1 bóng xanh. Xong rồi bóng bơm đi lên. Thì từ cái ống bơm mình đi lên thì nó ở phía sau này, không biết anh em thấy mà từ đây thì nó có một cái van. Cái ống nước nó lại chảy ra đằng sau, làm nó sẽ chảy ra thêm 3 cái lò phía sau nữa. Còn bên này thì mình chảy ra lò calcium. Thì cái lò calcium ấy, thì những anh em nào mà chơi mềm hay này kia thì hồi nhỏ thì không nhận thức cái setup nữa. Nhưng mà về cơ bản thì anh em sẽ phải có một cái ngăn như là chứa vi sinh này kia cho nó sống này kia, như để mùi info này kia cho lọc cũng hay là đá sống này kia. Thì anh em kế tiếp là một cái ngăn setup skimmer. Hai cái ngăn này anh em có thể trao đổi với nhau cũng được, ví dụ như anh em là thích thì bỏ skimmer bên này, ngăn đá bên này, tại nhưng mà tại vì mình thích đá nhiều hơn cho mình bỏ bên này xong rồi tới skimmer. Nhưng mà cuối cùng là cái rãnh này, thì cái rãnh này ngày xưa của nó là ở đây nó có một cái miếng lọc để chặn cái bong bóng nhỏ của skimmer khi mà nó ra hay nó bị chèn ra này kia, nó có cái bong bóng đi lên, đi lên hậu chính, nó có một cái miếng lọc chặn bóng này, tại cho mình không thích cho mình lấy nó ra. Rồi mình để nó một tấm marine pool, rồi mình lên xâm. Đây là em muốn nói là một cái ống đưa nước qua đây em chạy lò. Thì ở đây em sẽ đắp lò đầu tiên mà em muốn chạy là lò hạt. Thì lò này có trách nhiệm là giảm tải NO3, nó cũng có giảm BO4 một chút rồi đó thôi. Kế tiếp là lò GFO. Thì lò này giảm tải là BO4, những cái mà chất làm bio phát triển này kia. Rồi ở đây là cặp đôi này, là cặp đôi thay vì em không có cái ngăn nuôi mà để nuôi yêu hạ này kia thì em không có, nó gọi là algae spray đó, thì em xài cái này. Sau khi chạy hai qua lò đó thì em sẽ chạy qua lò này. Thì bên trong lò này em bỏ cái tấm lưới mỏng, thì anh em thấy gông nó mọc không, hai bên gông mọc nè, thì gông mọc tấm lưới đó. Em không muốn cho gông mọc trên hồ, thì khi mà em đặt em mở đèn xuyên suốt 24/24, gông nó sẽ tầm mọc này. Thì khi mà gông, những cái gông hạ này thế này nó mọc càng ngày càng lớn thì nó sẽ hấp thu cái lượng BO4, BO4 như là ở 3 thì cũng tương đối, nhưng mà cái lượng BO4 là nó sẽ hấp thu rất là nhiều nhất. Thì những hai cái lò này thì sẽ tầm khoảng từ 1 đến 3 tháng sẽ bít hết, thì em sẽ thay. Anh thay em bỏ miếng mới vô thôi. Thì chính vì vậy cho nên là cái hồ của em á, nó ít bị cái mọc những cái gieo tóc hạ như thế này. Như em thấy những mọc như thế này thì tại vì em có tập trung mọc như này hết rồi. Còn đường ống nhỏ bên kia là bên em chạy lò calcium, lò riêng của em. Thì lò calcium ở đây thì anh em chạy lò CO2. CO2 này nhiều anh em hỏi chứ có phải là giúp cho cây quen hợp với thế nào không, thì em xin thưa là không. Cái CO2 này xài cho cái nước nặng thứ nhất, thứ hai là xài cho lò đó. Tại vì trong những cái hợp chất như san hô vụn này kia, những cái đá đó, thì CO2 có trách nhiệm vô trong đó, sẽ từng hoàn nước trong đó. Thì khi mà nó từng hoàn nước, CO2 cộng những cái đá đó nó sẽ sinh sản ra calcium, KS hoặc magnesium, thì nó giữ cho cái lượng mực nước trong hồ của em, ba cái thành phần nó ổn định ở mức độ mà em thích. Thì khi mà những anh em setup hồ như thế này thì tùy, không biết kinh nghiệm như của anh em Việt Nam thế này, mà theo kinh nghiệm của em á, thì là cái mức pH thì em lúc nào cũng theo dõi thì từ 6.5 đến 6.7. thì ở đây hồ của em chỉ mềm với EPS thôi, cho nên là em setup 6.7 thì
em khá là hài lòng. Lúc nào lượng calcium, selenium, kẽm của em cũng ở mức độ chuẩn mà em yêu thích nhất. Thì khi là anh em chơi nhiều loại hoặc là những con nào bự hoặc là nhiều san hô cứng SPS như kia thì cái lượng nước ra anh em càng nhiều thì cái lượng pH của anh em muốn giữ được từ 6.5, 6.7 thì anh em phải bơm lượng CO2 vô càng nhiều. Thì khi mà một bình CO2 thế này em xài một năm bình quân khoảng từ 2 đến 3 bình. Một bình như vậy là bình nhỏ nha anh em, bình nhỏ này cỡ khoảng 5 phao là tương đương 5 phao CO2 bên trong. Thì em có bubble nè, một phút của em đánh bubble tầm khoảng 10 giọt không tới. Thì sau khi hết là em sẽ chạy lên hồi chính lại.